Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Hôm nay bên em về được một lô vàng Chipat 980 các bác nhé. Chipat 980 có hai màu, một màu màu vàng và một màu màu xanh. Thì hai con này đều là Chipat 980 cả. Thì vàng Chipat này thì em có đầy đủ phần mềm và cả điều khiển luôn cho tất cả các bác nhé. Bác nào lấy thì liên hệ với cửa hàng bên em, đây có cả khiển luôn cho tất cả các bác. Thì trước khi đi chi tiết của lô vàng số này thì nói luôn, giá bán của nó là 2 triệu 300 ngàn đồng, giá tại cửa hàng chưa có phí vận chuyển và chưa có phụ kiện. Tặng kèm cho các bác là một cái dây nguồn và một chiếc điều khiển của vàng. Thì lô vàng này thì là lô vàng đời cao, nói chung là đời cuối cùng, đời cao nhất của dòng Chipat trước khi chuyển sang CISO. Thì nó chạy chip DAC dòng chip cao cấp hiện nay. Thì tức là Chipat thì nó có nhiều đời, nhưng mà cái đời này, đời cuối này nó có chip DAC các bác nhá. Mấy cái đời cao thì nó mới chạy chip DAC. Thì hiện nay DAC thì nó trong dòng CISO nó vẫn đang còn sử dụng đấy. Thì là đây là đời cuối cùng, đời cao nhất đấy. Tức là các bác hết đời này thì nó chỉ sang là CISO, cho nên các bác sẽ không còn là dòng Chipat nữa. Thì các bác nào có thắc mắc thì tại sao mà nó lại có cái tên đây, và tên một số cái này nó không in tên này. Thì đây là cái hàng, đây là hàng của các cái hãng, nó đặt hàng nó in tên theo của hãng thôi. Tuy nhiên là nó dùng chung phần mềm của Chipat 950. Bác nào mà cần phần mềm của con này thì là các bác cứ liên hệ với cửa hàng bên em sẽ cho phần mềm luôn các bác nhá. Con này phải lấy đúng phần mềm là Chipat 980A thì nó mới chạy các bác nhá. Chứ các bác 980 nó cũng có mấy phiên bản. Phải đúng phiên bản của nó mới chạy phần mềm. Thì cái giá bán của cửa hàng bên em là 2 triệu 300 ngàn đồng. Đây, thì là những cái con nguyên bản thế này. Có một số con nó bị, ba con nó bị vỡ màn hình thế này. Đấy, chúng ta thấy vỡ màn hình thế này. Thì bên em sẽ thanh lý là 1 triệu 1 cho các bác. 1 triệu 1 thì cái này thì em sẽ cắm vào máy tính, em setup và các bác về, các bác chỉ việc và sử dụng thôi, là 1 triệu 1 một con vàng. Thì các bạn là nó bị hư màn hình này, em không không có màn hình thay thì em bán thanh lý. Một số con nó bị mất cái kính. Đây, như ví dụ như con trên và con dưới này, đây là cái con dưới là nó bị mất cái kính. Cái con kính này, mất kính này thì cũng thanh lý luôn. Tại vì kính này cũng không có để mà mua. Thì bác nào mà không quá kỹ thì chúng ta lấy cái em để thế này chúng ta dùng vẫn được. Tuy nhiên là nó sẽ không có một số cái chữ mà một mà hai đây. Thì dưới đây nó bị mất cái kính rồi. Đấy. Nó bị mất cái kính này, qua cái viền đèn này. Thì thanh lý cho các bác là 1 triệu 600 ngàn đồng các bác nhá. 1 triệu 600 ngàn đồng một con vàng Chipat đời cao. Thì tổng cộng là có ba con vỡ kính này. Thì và một số con tổng cộng là khoảng hơn chục con bị, tức là cái lô này bị mất hơn chục con. Chẳng hiểu là cái đầu ngoài họ lấy hàng họ có để ý cho em không, mà họ thế này họ vẫn đóng vào cho em được bó tay luôn. Thì bán thanh lý thôi. Thì còn những cái con mà nguyên bản lành lặn hết là 2 triệu 3. Thì vàng này thì trước khi mà bán cho các bác thì em đã setup sẵn hết cả 4 chế độ, cài sẵn điều khiển cho nó. Thì cái điều khiển này là mình phải cài chứ nó không ấy các bác nhá. Mình phải cài điều khiển cho nó. Thì cài thì nó đây, cái nút này là nút mút này là tắt này, nút này là nguồn này. Đấy, 1 2 3 4 thì 4 chế độ, em cài 4 chế độ cho chúng ta trên màn hình này. Đấy, 1 2 3 4. Nó có 4 chế độ thì em cài sẵn là nút 1 2 3 4. Các nút đây là to nhỏ này, to nhỏ của music này, to nhỏ của nhạc này. Đấy, nó em sẽ cài sẵn nó các cái nút này. Còn những cái nút này là em không cài thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta chỉ bấm những cái nút mà nó liên quan thôi. Thì sẽ tặng kèm cho các bác một cái điều khiển như thế này. Đấy, có điều khiển luôn. Có điều khiển và có dây nguồn, còn là dây kết nối. Nếu như bác nào mà kết nối với âm ly, kết nối với đẩy thì mua thêm bộ dây hàng xịn có chống nhiễu ấy, thì là 100 ngàn một đôi, là giá vốn cho bọn em. Thì cái vàng này thì quá nổi tiếng rồi, dòng CISO Chipat thì là một trong những cái dòng vàng số làm mưa làm gió trên thị trường. Nó giá nó khẳng định là nó rẻ hơn cho những cái dòng vàng cơ hiện nay như CISO thứ băng cơ giống như đấy là Gutin. Tuy nhiên là nó xả những vòng băng cơ thì không bao giờ có cửa đối với so sánh với vàng số. Đó là cái điều em khẳng định. Thực ra là nếu như bác nào mà chưa từng dùng vàng số, khi mà chúng ta dùng âm ly chuyển sang vàng cơ thì chúng ta hát cảm thấy nó hài lòng, tức là khả năng là thấy ok. Tuy nhiên là những cái người mà chuyên nghiệp như bên em là tiếp xúc qua rất rất nhiều những cái dòng vàng số khác nhau, và thậm chí là
dân bá chuyên nghiệp. Thì thực sự là khi mà chúng ta đang hát cái dòng vang số mà chuyển sang cái vang cờ, cái nó chán phèo, thậm chí không muốn hát luôn. Nó thậm chí là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang dí thấp mà chúng ta lên cái cao thì nó cảm thấy nó sướng, nhưng mà đang cao mà tự nhiên mà quay lại cái vang cờ nó hát cảm thấy nó thế nào ấy, hát nó rất là khó hát và cảm thấy là nó chán, nó lại là cảm thấy là không muốn bán luôn nữa. Mặc dù cái con vang của Gutin là một trong những cái vang cơ là đình đám hiện nay trên thị trường là đấy là bán mà giá cũng rất là cao, gần 3 triệu một con chứ đâu phải ít đâu. Tuy nhiên là không thể so sánh với vang số được. Nó chỉ dạng qua là cái là các bác về các bác có vọc vạch chỉnh chọt ngoái ngoắt như trong đó thì các bác chỉnh được. Tuy nhiên là cái dòng vang Gutin thì nó đang nói là so sánh rồi các anh, Gutin thì nó lại không có cổng quang. Không có cổng quang, nói chung là nó có rất nhiều các cái hạn chế để chúng ta không thể có cái cửa để so sánh vang số được. Thì cái con vang này thì các clip đã hướng dẫn mà mọi người hướng dẫn giới thiệu về trên YouTube thì không thiếu các bạn. Có lẽ chắc phải cả nửa triệu đấy, người đã từng giới thiệu cái clip này, cái con vang này. Thì em cũng bác nào mà cần mà chỉnh chuột vạch vót gì đó thì các bác có thể lên YouTube các bác xem những cái video thì chúng ta chỉnh được. Thì ngoài ra thì cái đó thì đó là phần cài đặt. Còn khi mà em đã giao hàng cho các bác thì em đã cài đặt sẵn. Thì khoảng 4 chế độ, các bác là muốn hát chế độ nào, dùng chế độ nào thì các bác có điều khiển đây. Bấm 1, 2, 3, 4 chúng ta chuyển thôi. Hoặc là chúng ta bấm các cái chế độ ở đây, các cái nút to nhỏ ở đây, music, mix hoặc là effect là đều có sẵn, chúng ta chỉ cần tăng giảm thôi. Còn không thích thì chúng ta có thể là bấm ở đây. Đấy, em cũng cài sẵn luôn cho các bác, đơn giản thôi. Thì cái con vang này thì là một con vang mà nó cực kỳ là dễ sử dụng, nó thẳng là thế, quá dễ sử dụng luôn. Nói chung là không nói về vấn đề mà chúng ta cài thì con vang này thì nó dòng cao cấp, em khẳng định là cũng không phải là dễ cài. Tuy nhiên nếu mà sử dụng thì nó lại quá dễ sử dụng và tiếng thì nó quá ok, không cần phải giới thiệu nhiều. Một cái điểm cộng lớn đấy của con vang này thì nó có hai cái điểm cộng mà chúng ta thấy đây. Thứ nhất là nó có cổng quang. Wow, cái này là cái quý này, quý còn hơn cả là vàng ấy. Hiện nay là đến 90% tivi thông minh hiện nay là nó không có cổng 3.5, nó phải dùng cổng optical để chúng ta xuất tín hiệu âm thanh. Và nhiều bác mua cái chuyển đổi lại chất lượng nó kém, nó tóm lại là cái tín hiệu âm thanh ra nó bé hơn. Đó là cái nhược điểm lớn nhất của cái cổng đó. Thì nó không hát, tức là cảm thấy nó không khỏe, không sướng. Thì rất may là con này có cổng optical, chúng ta cắm thẳng vào đây luôn. Và lại con này có cái hay của nó là cắm cổng nào nó cũng nhận, tự nó nhận luôn, không cần phải chuyển đổi các bác ạ. Cắm đây có thì nó nhận, cắm bên đây nó cũng nhận, cắm đây nó cũng nhận. Tức là nó mặc định của nó là nó auto hết, không cần phải chuyển đổi giống như thế là một số vàng khác. Một số vàng khác là chúng ta muốn lấy ta phải ấn chuyển đổi, con này không. Và một điểm cộng lớn của nó nữa là nó là vang 6 cổng, chúng ta đánh có cổng led rai, có cổng đây red là hai cổng, tức là chúng ta cắm đây tín hiệu ra ok, cắm đây cũng được, chúng ta cài hai cổng này zin cũng được đấy. Ngoài ra là có cổng center và cổng sub, cái này thì quá đơn giản. Mic thì có ba lỗ cắm phía sau. Nhược điểm của nó là không có lỗ cắm mic phía trước, chúng ta hát mic có dây hơi lòng vòng một tí phải với tay ở phía sau. Đó thế thôi. Chứ còn con này thì phần mềm thì có sẵn, kết nối máy tính cài một nốt nhạc. Em khoái bán dòng vang này tại vì nó có phần mềm. Bỏ máy tính cài nó gọi là lúc khi mà lót nó ra nó nhanh hơn. Nó không phải vì con vang này nếu mà khỉnh tay là khá là lâu, tại vì là dòng vang cao cấp nó nhiều thông số lắm, phải chính bấm khá là mất thời gian. Nhưng mà cái dòng vang cao cấp thì thôi rồi. Con này chỉ việc là chúng ta cài chuẩn một cái cấu hình nào nó ok và lưu lại trong máy tính và cứ thế là lót ra thôi ạ, là ok. Thì có hai màu vàng tổng cộng là có 4 con các bác nhá. Đây 3 con trên này và một con đây, con đâu là màu xanh. Thì bác nào lấy con nào thì báo em. Tuy nhiên là cái màu vàng này thì bác nào là em chỉ có 4 con thì bác nào lấy thì báo em. Còn điều khiển thì em sẽ cài sẵn cho, nhưng em vừa nói đấy, cái này là tắt này, nguồn này đấy. Còn mấy cái nút này 1 2 3 4 4 chế độ đấy, to nhỏ, đây là to nhỏ nhà, to nhỏ như mấy. Thì em sẽ in cho một cái hướng dẫn ở đây cho các bác kèm theo. Em xin kết thúc video tại đây nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em á.
Mua hàng thì được test hàng trước khi nhận, bảo hành 1 tháng, không cần cọc cũng không cần chuyển khoản trước, nhận hàng mới thanh toán tiền. Vậy nhá, xin cảm ơn tất cả các bác nhá, xin chào, hẹn gặp lại ạ.